Ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, đối với anh NVD, bệnh nhân 2899, dù đã hoàn thành thực hiện cách ly ở Đà Nẵng, nhưng khi về nhà lại chưa thực hiện nghiêm các quy định của địa phương là phải tự cách ly tại nhà, vẫn tổ chức liên hoan, ăn uống, khiến một số người mắc COVID-19. Theo ông Huy, trước hết sẽ phải xử phạt hành chính, nếu đủ căn cứ thì xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bệnh nhân 2899. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cũng kiểm điểm trách nhiệm của trưởng trạm y tế xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân vì chưa xử lý và giải quyết kịp thời trường hợp bệnh nhân 2899 gây hậu quả lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Cá nhân thuộc các đơn vị Sở Y tế, huyện Lý Nhân và xã Đạo Lý nếu có vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị, liên quan đến bệnh nhân mang số hiệu 2899 bị nhiễm COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đã có buổi họp khẩn vào sáng ngày 2 tháng 5. Trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ với luật sư Lê Quang Vũ, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh để cùng lắng nghe những chia sẻ của luật sư xung quanh câu chuyện này. Xin cảm ơn luật sư vì đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Thưa luật sư, những người sau khi đã hoàn thành cách ly tập trung thì cần phải thực hiện những quy định nào để không làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng ạ? Những người thuộc trường hợp cách ly tập trung thì là cái đối tượng buộc phải theo dõi sát sao về y tế tại nhà, nói nôm na là cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Tại 14 ngày đó, người đó phải thực hiện cái việc cách ly là không được đi ra ngoài. Phải nên cách ly có một cái phòng riêng hoặc một cái chỗ riêng, không tiếp xúc gần với bất kỳ ai và giữ khoảng cách 2 mét. Cái việc ăn uống, vệ sinh tất cả đều phải là riêng, không được chung. Và phải vệ sinh các cái khu vực mà người đó tiếp xúc thường xuyên, khử trùng. Và nhân viên y tế của địa phương cũng như chính quyền địa phương cũng phải có cái trách nhiệm là giám sát chặt chẽ và động viên cái đối tượng đó thực hiện tốt cái việc cách ly tại nhà. Những người khi mà cách ly tại nhà nếu như mà tổ chức ăn uống thì điều này có vi phạm pháp luật hay không ạ? Và nếu có thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Quyết định 879/2020 của Bộ Y tế có quy định cụ thể đối với những người mà phải cách ly tại nhà như thế thì tuyệt đối không được cái tổ chức cái việc ăn uống, vì như thế là cái dạng tổ chức tiếp xúc gần với nhiều người có cái nguy cơ lây bệnh rất cao. Cho nên cái việc trường hợp mà có tổ chức ăn uống như thế là vi phạm quy định tại cái điểm 6.4 của quyết định 879 của Bộ Y tế và có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Trường hợp xử lý hành chính có thể phải xử theo điều 11 nghị định 117 và có thể bị xử phạt từ 5 tới 10 triệu đồng. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự theo cái tội là làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác và cái mức hình phạt tiền á từ 50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc là phạt tù từ 1 tới 5 năm. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể cái mức hình phạt lên tới là 12 năm tù. Đối với những người liên quan, có đối với chính quyền địa phương hay những người có liên quan có trách nhiệm mà cũng không có dự hoặc là không hoàn thành các trách nhiệm có thể cũng bị xử lý với hình thức như thế và có thể bị xử phạt bổ sung cái khoản hình phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng và cấm đảm đương chức vụ trong từ 1 tới 5 năm. Như vậy là khi mà cách ly tại nhà nếu như chúng ta vẫn tổ chức ăn uống thì có thể là sẽ bị xử phạt hành chính cũng như là xử phạt hình sự đúng không ạ? Vâng. Vậy thì theo luật sư thì luật sư có khuyến cáo gì để những người khi mà cách ly tại nhà không làm lây lan dịch bệnh cho người thân cũng như là những người khác trong cộng đồng ạ? Đối với cái việc cách ly tại nhà thì nó đã trong quyết định 879 đã quy định khá rõ. Tuy nhiên một số người không nắm chắc. Thực ra cách ly tại nhà là thứ nhất là không được đi ra ngoài tiếp xúc với những người khác và điều kiện cách ly tại nhà nếu tốt trong một căn nhà mà có cái phòng riêng thì nên ở một căn phòng riêng và căn phòng đó phải ở biệt lập hơn, ví dụ ở trên lầu trên cùng. Trong cái khu lưu trú thì nên ở cái phòng cuối hành lang để làm sao đó cái việc mà tránh tiếp xúc những cái người đi qua đi lại nhiều nhất. Trong căn phòng đó người đó phải sử dụng các cái thiết bị vệ sinh hoặc là vật dụng ăn uống tất cả đều phải riêng, không được chung. Và phải thường xuyên quét dọn khử trùng các cái vật dụng mà người đó có thể tiếp xúc vào. Ai là người làm việc đó? Cái người mà đối tượng cách ly đó nên làm cái việc đó. Trong trường hợp có sự cần sự trợ giúp của người khác thì những người mà trợ giúp cũng phải sử dụng các cái biện pháp là đeo khẩu trang và để lau dọn sạch sẽ và đặc biệt phải giữ cái khoảng cách 2 mét đối với cái người bị cách ly. Trường hợp những gia đình mà khó khăn, chúng ta không có cái điều kiện phòng riêng thì tối thiểu là phải ở một cái giường riêng
với những người khác và đảm bảo cái việc là cũng giữ khoảng cách 2 mét và đặc biệt là phải đeo khẩu trang thường xuyên cho cái việc đó. Khi có cái dấu hiệu về ho, sốt, đau họng gì đó cái thì phải yêu cầu gia đình báo cho cái nhân viên y tế để kiểm tra liền. Bản thân cái người đó nếu có dấu hiệu hơi bất thường cũng nên đo thân nhiệt, hàng ngày để xác định được cái là nếu mình có cái dấu hiệu gì đó bất thường thì phải báo với cơ quan y tế. Còn đối với những cái người mà thân nhân trong nhà thì sao? Thì những người đó cũng phải ý thức rằng là mình đang có khả năng tiếp xúc với một cái nguồn lây nguy cơ, cho nên những người đó không thuộc cái diện là phải cách ly, nhưng phải ý thức rằng là nếu không cần thiết chúng ta cũng không nên đi ra ngoài một cách bừa bãi tới những nơi công cộng, và đặc biệt cần thiết phải đi công việc, đi làm gì đó thì chúng ta phải đảm bảo cái việc là giữ cái khoảng cách 2 mét, đeo khẩu trang, rồi sát khuẩn tay thường xuyên để đảm bảo cái việc mà không may chúng ta là F1 của cái trường hợp dính bệnh thì nó lây lan ra ngoài. Xin cảm ơn luật sư vì những chia sẻ vừa rồi ạ. Quý vị thân mến, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới. Chúng ta hãy nâng cao ý thức cá nhân và cùng chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Những chia sẻ vừa rồi của luật sư Lê Quang Vũ, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khép lại chuyên mục nhận định ngày hôm nay. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về flo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.